Dạ rồi, mến chào cả nhà mình hết cả nhà. Ngày hôm nay quay lại mình tưới một củ phân thôi cả nhà. Củ phân này mình cũng tưới liều lượng nó nhẹ ha, giảm khoảng 50%. Thì hôm trước ví dụ như cả nhà mình tưới 1 kg thì nay mình tưới khoảng nửa ký nha cả nhà. Để mình pha mình tưới ha. Ví dụ có ít thì cả nhà mình chia ra mình tưới giùm nha cả nhà. Thì cộng khoảng 30% DB ha. Còn 70% là 317 nha cả nhà. Đó thì cộng với dưỡng rễ cộng một ít phân hữu cơ là phân dơi đó nha. Thì đây, đó em ngâm phân dơi trong đó ha. Ngâm thời gian mình ngâm khoảng 20 ngày tới 1 tháng mình tưới được rồi cả nhà. Sau này thì từ tháng 10 tới lên thì có thể anh em mình sẽ tưới ha. Tưới hữu cơ là nhiều hơn. Hữu cơ nhiều hơn. Cho cây mai của mình thì tới thời điểm đó nó cần cái hữu cơ để nó kiềm lại cho cái lá mai mình nó xanh xanh, nó không có xuống màu ha. Thì để anh em mình quan tâm. Thì nay tính ra là cũng khoảng 20 ngày đó nha. Cũng tầm khoảng 20 ngày thì em mới tưới lại một cử ha. Và tưới để kiềm cái liều lượng nó nhẹ thôi. Năm nay thì thời tiết nói chung là khá là mưa nhiều đó nha. Mỗi năm ví dụ như có thể là tháng này mưa một tuần sau mới mưa nữa, nhưng năm nay thì thời tiết khá là nhiều đó. Có thể là mưa kéo dài thì mình sẽ giãn ra để cho cây mai của mình nó hạn chế đi tược ha. Thì nay cũng khoảng nay là 12 tháng 9 mình rồi cả nhà. 12 tháng 9 âm lịch mình ha. Có thể là còn cũng rất là ít thời gian để anh em mình làm nụ. Thì ở thành phố, ở chỗ vùng nào mà nắng nhiều, có thể anh em mình sẽ kìm cái bồ lá lại một ít ha. Kìm ở đây thì cả nhà mình có thể tưới thêm hữu cơ, thêm một ít phân thùng, ít thôi nha cả nhà, để mình kìm. Vì nắng thường thường ở thành phố nè, ở miền ngoài nè, miền Bình Dương, Đồng Nai thì có thể nhiệt độ nó sẽ cao hơn ở miền Nam này. Đó, nên tùy theo cái cây để có thể mình kiềm chế và mình cho nó phù hợp ở vùng miền nha. Thì để cho cây mai của mình trước khi lại lá thì được cái dàn nụ nó còn nhiều, dàn nụ nó đẹp thì như vậy thì mới ok nha cả nhà. Đó thì pha cái liều lượng thì mình pha, thì ví dụ như cái nhà mình cái hộp hiện tại bây giờ mình tưới ít cộng những cái loại khác thì cái N3M này ha, lúc trước thì cái liều lượng cho phép của nó nè cả nhà. Ví dụ như ở đây 20g cho 1 lít nước nè cả nhà. Thì cái này là tưới khoảng 300 lít nước, nhưng mà mình tưới một hộp này khoảng 180 hoặc 170 lít nước thôi cả nhà. Để cho cái bộ rễ của nó tạo ra nhiều hơn. Có những cái cây mai của mình nhiều khi trong cái chất trồng của mình á, cái phân nó rất là nhiều, cái chậu lớn thì mình sẽ hỗ trợ mình kích thêm, có nghĩa mình tăng cái liều lượng dưỡng rễ lên cho cây mai của mình, nó sẽ ra rễ vào thời điểm này, nó ra rễ để nó bó bầu hơn ha. Còn những cái cây ví dụ như cả nhà mình biết rồi, tại sao ở đây em vô cái chậu nhỏ đó nha. Nhiều khi mình vô cái chậu nhỏ là để thứ nhất cho nó bó rễ ha, nó bó rễ để mình dễ xử lý cái lượng nước nè. Thứ hai nữa là mình cũng vận chuyển đi nó dễ nữa ha, nó có nhiều cái lợi nữa đó nha. Nhiều anh em mình vô cái chậu lớn thiệt lớn nhưng mà chất trồng của nó nhiều, nó ăn không hết, thì cho ra khi mình xử lý mình muốn cái lá mai mình nó hơi bị thiếu nước một tí, hơi bị thiếu nước cho cái ví dụ tháng 11, giữa tháng 11 thì em cần cho cái lá nó rực thì mình sẽ giữ nước cho nó hơi khô ráo một tí để cái lá nó rực, nó rớt một ít lá chân thì cái nụ nó mới phơi ra, nó mới đẹp ha. Còn nếu mà anh em mình cái chậu lớn quá, chất trồng đó mình để 2-3 ngày nó không có khô nữa cả nhà, không có khô nữa thì mình giữ nước là nó không có được, cây thì nó xanh hoài, nó không có rám vàng nụ thì cũng rất là dở ha. Nên những cái cây mà ví dụ như em thay chậu hoặc là xử lý từ ban đầu thì em sẽ ép chậu ha, tới tàn lớn thì mình thay qua chậu lớn một tí, thời điểm cái cây phơm tàn như thế nào thì mình thay qua cái chậu lớn như vậy nha cả nhà.
thì anh em mình quan tâm, có thể là mình bắt đầu từ năm tới thì anh em mình sẽ có một cái cách để mình làm cho cái cây mai của mình nó phù hợp hơn. Nhiều anh em thì cũng có rất nhiều anh em muốn cái chậu lớn để cho cái phơm tàn nó lớn, cái khung nó lớn, thì thứ nhất là mình thuê cho có giá trị nè, cao nè, thứ hai nữa mình thấy cái bộ tàn nó lớn nữa nè, nhưng mà khi mình xử lý nó không có đúng thì cái nụ nó cũng không có được đẹp ha, nụ không được đẹp và mình lãi lá là bung không được đều nữa. Thì mỗi người thì có một cái cách làm riêng, thì riêng bên vườn em cũng chia sẻ tiếp cho cả nhà mình. Thì hôm nay thì cũng tưới phân và chia sẻ một cái cách, một số cách để anh em mình xử lý ha. Thì cái này pha khoảng, em pha khoảng 170 lít nước đó nha. Phi này là 200 đến 220 nữa nha. Thì mình sẽ pha có thể là một hộp này với thêm một ít nữa ha, để mình chia ra cái hộp kia nữa. Đây, 37 cộng DB luôn ha cả nhà. Tưới mực cử thì cứ 20 ngày, 18-20 ngày. Nếu mình thấy cái cây mình nó vàng rồi thì anh em mình tưới cái lượng phân này nhẹ hơn một tí nữa, rồi mình tưới cái kèm theo cái phân thùng đó nha, kèm theo cái phân thùng hai anh em nè, hoặc phù sa nè, hoặc đô na nè. Nếu anh em mình có những loại phân thùng rồi đó, mình tưới cái liều lượng nó nhẹ hơn cho phép một tí cũng được ha, mình tưới kèm kèm thôi chứ không cần thiết mình tưới nhiều khi cái lượng đạm nó cao quá thì nó không đi tượng thì cũng dễ nở ha. Đó là cách mình chăm sóc cây mai của mình trong thời điểm tháng 9 này. Rồi mình sẽ qua ha cả nhà. Đây phân dơ mình ngâm mình lượt nữa nha, tại vì nếu như cặn ở đây cái mô tưa nó quá có cái đồ lượt nữa nha, cũng khá là hôi nha cả nhà. Rồi mình sẽ tiếp tục mình tưới cho cả nhà mình ha, xem luôn nha cả nhà. Trời đang chuyển mưa nên em pha cái liều lượng hơi cao hơn một tí ha, hơi cao hơn một tí thì để mình sẽ tưới cái lượng nước ít hơn. Ví dụ thường là mình tưới những cái cây chậu này cả nhà thì nó khoảng 6 lít nước, bây giờ mình pha hơi đậm hơn, mình tưới khoảng 4 lít rưỡi nước thôi cả nhà. Tại vì nếu mà mình tưới mà gặp trời mưa to nó không sẽ bị xả nước đi, bị lõng cái phân của mình, nên ở đây mình sẽ pha cái liều lượng nó giảm lại ha. Cây này cho khách luôn, cây này thì năm tới mới chơi Tết ha, nhưng mình cũng dằn rồi, để cây sung khỏe thì mình cứ dằn, nhưng mình tưới ít lại thôi nha cả nhà, tưới ít lại nha. Tưới quý luôn ha, tưới ít thôi. Những cái cây mà đi Tết thì có thể mình tưới 3 lít nước, còn những cái cây mà mình không có đi Tết đi chợ đó mình sẽ tưới khoảng 1,5 lít nước thôi, tưới ít lại. Cũng canh nha cả nhà, mình tưới cho thiệt là đều. Cái này hôm qua mình cũng tưới lần rồi cả nhà, hôm nay vẫn tưới được nha, vẫn tưới được. Để cây nó còn quá sung quá xanh nữa. Xong luôn mọi người, mới tưới vừa xong khoảng nửa tiếng là mưa luôn mọi người. Nên lúc đầu mình cũng sợ ha, sợ mình pha cái lượng phân nó đậm lên để mình tưới cái lượng nước nó ít ha. Ví dụ như có mưa thì nó cũng pha trộn như là vừa nha cả nhà. Thì hôm đợt một số anh em mình cũng bình luận đó, khi mà mưa thì mình tưới luôn ha, được hay không. Nói chung khi mà mưa nó ướt rồi mình đừng nên tưới nha, tại cái này là lúc chưa mưa thì em tưới xong tranh thủ mình tưới nè, tưới xong khoảng độ khoảng nửa tiếng thôi nha, nửa tiếng là mưa thì cái số tốt đầu tiên mình tưới đó. Tại tưới đây thì em tưới khoảng một tiếng mấy mới xong nữa nha,
nên cái đầu tiên thì nó cũng mình tưới như vậy nó cũng đã hút được một ít rồi, có pha loãng lại thì cũng được thôi chứ không sao hết cả nhà. Đây nếu mà mưa gió nhiều thì em sẽ khi mà tưới xong thì khoảng 3-4 ngày nữa ha, mình cũng canh mình nếu xịt kề một đợt Antracon nữa là xong nữa nha. Tưới xịt Antracon thôi, không cộng gì hết ha. Liều lượng thì 100g khoảng 30 lít nước thôi. Mình xịt cho nó cũng bình thường thôi chứ không có cần xịt đậm ha. Tại vì ở đây thì mình trước tiên thì mình xịt một số cây là nó sợ nó sẽ qua tháng 10 thì nó xuống lá nhanh hơn, thì nên mình xịt thêm một đợt nữa thôi ha. Rồi tại qua tháng 10 thì mình sẽ xịt cũng một nhiều loại để mình ngừa khô cấu bông này cả nhà. Thì tới khi đó thì tới qua tháng 10 đó thì em cũng xịt cho cả nhà mình, để khi mà mình xịt xong ngăn ngừa cái thời điểm mà tháng 10 bước qua tháng 11 thì có rất nhiều trường hợp nó bị khô cấu bông đó cả nhà. Nên em mình phải ngừa trước thì một đợt hoặc là hai đợt để ngừa khô cổ bông. Thời điểm đó là sương nè, sương ban đêm nhiều, có một số sương muối hoặc là sương nó tác động lên trực tiếp lên cái dàn nụ của mình. Thì anh em mình biết thì khi mà năm rồi có một đợt là em nhớ là tháng 10, cuối tháng 10 thì một số anh em mà làm mai tàn ở vườn đó nha, và mai ghép nữa. Nhưng mà mai tàn nó ảnh hưởng rất là nhiều, nặng hơn so với cái mai ghép. Tại mai ghép cái nụ nó cũng chắc khỏe hơn đó nha. Còn mai tàn ghim á, ghim thì nó hư. Tại vì nó khô cổ bông là nó hư lên những cái nụ, nó làm thối lên đi những cái nụ luôn đó nha. Có những cây nó 30-40%, có những cây 50% luôn đó. Thì thời điểm đó nếu mà anh em mình hư rồi thì không có làm kịp nữa đâu đó nha, nó hư luôn. Còn ví dụ như có bung nở thì mình lại tái chế vào tháng 9 tháng 10. Còn mà nó hư rồi nó thối luôn những cái cổ bông thì nên không có thể tái chế được cái nụ lại được. Nên anh em mình không có làm kịp ha. Vậy thì khi mình làm đó nha, mình phải ngăn ngừa từng bước thì để cho anh em mình tham khảo ha. Thấy thì anh em mình thấy em chia sẻ đó, thì cả nhà mình thấy hay thì tiếp tục anh em mình sẽ làm theo ha. Thì cũng rất là vui cả nhà, thì khi mình chia sẻ một cái quay một cái clip nào đó lên để anh em mình cùng tham khảo á, thì được rất nhiều anh em mình xem ha, được rất nhiều anh em mình xem thì cũng rất là vui cho những người anh em mình làm những cái kênh để chia sẻ cho cả nhà mà được sự quan tâm ủng hộ của anh em thì rất là vui đó nha. Nên nhiều anh em mình xem, càng xem nhiều thì những cái người làm YouTube như em hoặc là những cái anh em làm YouTube thì rất là vui, phấn khởi khi được anh em mình quan tâm ha. Thì có những cái bình luận như thế nào thì anh em mình có thể là trực tiếp bình luận lên, hoặc là có chú anh chị mình sẽ kết bạn cái Zalo, cái số điện thoại của em để anh em mình chia sẻ những cái kinh nghiệm ha, chia sẻ những cái kinh nghiệm cho giao lưu học hỏi với nhau. Thì những cái nào làm được, những cái nào làm chưa được nha cả nhà. Những cây này nó tiếp tục nó ra ngoài nữa đó cả nhà, nụ nó ra trắng chắc ra tới ngoài rồi, và nụ rất là đẹp luôn đó nha. Năm nay cái lô già mùa này nụ rất là đẹp luôn ha. Mưa suốt nên lá nó xanh hoài luôn cả nhà thấy nè. Nhưng mà nụ cũng chưa lên nên 20 ngày thì em tiếp tục em kiềm thêm nè, kiềm thêm để cho nó tăng lên thì cái lượng kali ha nha. Rồi tiếp tục mưa nữa đó cả nhà. Đây, video tới đây thì cũng hôm nay thì cũng trước tiên là quay clip để em tưới phân hoặc là cử phân ha. Thì cũng đã 20 ngày rồi nên đợt này em sẽ tưới lại ha. Đó thì tưới lượng phân như lúc đầu em nói, tưới phân nửa lượng phân thôi. Có thể là mình kèm theo một ít phân thùng và một ít hữu cơ, hoặc là một ít phân để mình ngâm á nha, phân hữu cơ mình ngâm ha. Đó, vậy diễn trai. Dạ, con đây. Mưa đó.
Dạ, chào cô chú mà cô bác nha. Nè, quá béo rồi, ai cũng khen con béo hết á, cho cô biết giảm cân đi. Ha. Chú cô bà con bán. Có gì đó, có cái bụng đó. Cha cha con lựa sớm lên 100.000 người đăng ký để đến nước bạn nha. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình ha. Thì bỏ thời gian xem clip của em. Thì thời lượng hôm nay thì em cũng chia sẻ cho cả nhà mình. Thì nếu cô chú anh chị em nào tiếp tục tin tưởng bên vườn em á, thì cả nhà mình sẽ làm theo cách của em nha cả nhà. Tại vì thời điểm này cũng không còn, cũng bắt đầu giữa tháng 9 rồi. Nên qua tháng 10 thì có thể anh em mình sẽ làm một số cây nó sẽ chậm trễ ha. Nên hôm nay thì tiếp tục cái clip thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Thì để tưới lân và tưới phân. Thì tưới lân như hôm qua em chia sẻ ha. Còn cả nhà mình thấy những cây nụ kim nó nhiều thì có thể mình tưới hết nguyên vườn luôn. Nụ kim nó nhiều mình tưới hết nguyên vườn. Còn những cái cây nào nó đã tạo nụ rồi thì anh em mình không cần tưới lân, mà mình kết hợp với DAP là được rồi nha cả nhà. Rồi, chân thành một lần nữa cho cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Dạ, em xin mến chào.